Dù đã không còn gây sốt như thời điểm thế hệ sinh ra nhưng bà Tân Lốc hiện tại vẫn có một lượng fan khá ổn định. Đa số những người tìm đến clip của bà Tân đều nói rằng xem một phần gì tìm hiểu và phần khác là gì thật sự yêu mến sự chân chất, thật thà của người phụ nữ Bắc Giang này. Từ những ngày đầu, bà Tân gây tuyệt vời với người xem nhờ lối thì thầm tự nhiên và hài hước. Những đoạn đối thoại của bà với cậu đàn ông hương lốc trong các clip trâu mẹ luôn khiến người xem phải cười ngập nghẽn thêm vào đó, cơ số những câu gọi khán giả của bà Tân Như, các cháu ơi, cuộc đời bà gần 60 nồi bánh chưng, các cháu ơi, đều được cộng đồng mạng nhớ như in và đua nhau nhái lại khi có dịch. Bà Tân lóc được nhiều người yêu mến vì sự chân chất. Kinh của bà hiện đã có hơn 3,2 triệu lượt sớt. Các clip của bà Tân hầu hết đều nấu những món ăn siêu to kết xù và quen thuộc ngay đầu đó là những món bình dân như chân gà nướng, hoa quả dầm, mì tôm dần dần bà Tân nâng cấp lên với nhiều món phức hợp và đòi hỏi kỹ thuật hơn như gà không lối thoát, bánh bông lan trứng muối, kem que. Món gà không lối thoát khá khó làm nhưng bà cũng thành công. Bông lan trứng muối thì có chút lùn xùn nhưng rồi cũng lắng xuống vẫn là hình ảnh bà Tân dí dáng người bé bỏng bên cơ số các loại dụng cụ to hơn cả người, vẫn là không gian quen thuộc khi thì trong sân nhà lúc lại là ngoài giường của bà nhưng Chẳng hiểu sao thời gian gần đây cộng đồng mạng lại phát sinh ra điểm bất kém cỏi và tỏ thái độ tiêu cực nhiều lắm. Cụ thể, trên một diễn đàn nọ, có tài khoản Facebook chụp ảnh màn hình lại clip thế hệ của bà Tân làm món đuôi bò gầm sữa đã than phiền rằng bà đang quảng cáo nhiều quá làm cho nội dung trở nên có phần nhảm nhí và phản cảm có người chơi bà Tân đang quảng cáo quá đà gây phản cảm. Bà Tân đã mua cả một lố đuôi bò và sau đó là một mâm các hộp sữa xếp thành nhiều tầng. Điều khiến người ta để ý chính là số sữa kia được quay cận cảnh rất lâu, rõ ràng nét từng chữ và bà Tân thì nói thẳng ra là bà đã mua rất nhiều sữa ca. Đúng, ngoài sữa thì thành phần của món ăn còn có cả tỏi, bột ớt, hạt tiêu và vài loại gia vị nữa. Sữa để bà Tân nấu ăn có khi rõ ràng là sữa trái cây trong khi hầu hết các món ăn người ta ghém cõi chỉ dùng sữa không đường để đảm bảo hương vị được giữ lại nguyên dạng. Thêm vào đó, món đuôi bò ngầm phải sử dụng ớt, tỏi và gia vị rất nặng mùi cho nên khi câu kết cùng với sữa nữa thì e rằng sẽ cho ra item hơi bị hổ lốn và khó ăn lắm. Đó ý vậy mà cũng như mọi lần, khi thịt lên mâm thì các khách cứ mến nhà bà Tân dẫn thi nhau ăn và khen lấy khen để nhiều người đùa rằng không biết họ có thấy ngon thật không nữa, hay là chỉ nói như vậy để ghi hình cho xôm. Sữa trái cây ngọt liệt mang nhiều hương vị mà lại mang đi nấu đuôi bò ưa. Bất chấp, bà Tân vẫn nấu như kém cỏi. Và người ăn thì khen ngon đáo để cũng như mọi lần trước thôi. Thắc bận biểu nói trên về chuyện quảng cáo của bà Tân thể cũng rất có lý. Đành rằng thu nhập của các youtuber chủ yếu ớt là nhờ quảng cáo item, bởi chẳng có lý do gì họ lại bỏ cả đóng tiền mua các thứ về quay vài chiếc clip để ung lên mạng cả nhưng bất chấp như kiểu của bà Tân thì đúng là hơi khó chấp nhận thật, nhất là với hình tượng thật thà, chân chất như nhiều người vẫn biết về bà. Lục lại kho video của bà Tân thời gian gần đây thì có thể thấy bà chèn quảng cáo các item giàu khá nhiều. Từ các loại bột làm bánh cho đến hải sản của các công ty chuyên cung cấp thực phẩm cũng đều sinh ra một cách rõ ràng trong clip. Tuy vậy, khi ấy bà vẫn có cách sử dụng hợp lý và không phát triển cái gì quá lố như liếp đuôi bò hầm sữa vừa rồi. Bà Tân thời gian gần đây chèn quảng cáo y tem rất nhiều. Những chưa cái nào bị tuyết còi gì quá lố giống như liếp đuôi bò hầm ở trên cả. Sau khi phát sinh ra điểm bất kém cỏi trong clip của bà Tân, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc, cho rằng người xem nên được tôn trọng chứ không phải cứ có tiếng rồi thì nấu cái gì để trưng lên mạng cũng được. Người ta xem clip nấu ăn là vì muốn tìm cảm giác ngon miệng, vậy mà bà Tân đổ bao nhiêu thứ vào nồi đuôi bò làm thế kia thì không còn gì để nói nữa rồi, một người bình luận.